Sau nhập xin chào tất cả các bác, em lại giới thiệu các bác chiếc máy rửa bát Panasonic TL6 nha. Một con máy trong cái tầm phân khúc tầm trung. Về tính năng thì tất cả các máy rửa bát thì các bác lưu ý là nó đều giống nhau, chứ không có máy nào nhiều tính năng hơn máy nào đâu ạ. Đắt tiền hay rẻ tiền thì nó chỉ phụ thuộc vào năm sản xuất và đời thôi. Đấy. Còn về cơ bản thì tất cả đều giống nhau hết các bác nhé. Đây một con TL6 rất là đẹp này, con này. Em để mã số 6 này. Chưa bao giờ có cái máy rửa bát thời điểm nó rẻ như thời điểm như bây giờ luôn. Quá rẻ. Con TL6 này em báo giá luôn là bên em bán là 3,8 triệu, bảo hành 1 năm. Chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Phí vận chuyển toàn quốc cái máy rửa bát này là 120.000. Biến áp bên em bán loại tốt đấy, không bán loại kém chất lượng nhé, là 500. Con TL6. Máy nào thì các bác của Panasonic thì các bác nhìn thì cũng tính năng đều là rửa. Thời gian sấy 30 phút, 45, 60 phút này. Các chế độ rửa tiêu chuẩn với nước nóng 80 độ, rửa mạnh, rửa nhẹ, các kiểu luôn nhé. Các chế độ rửa rồi sấy riêng biệt về cơ bản đấy, là giống nhau, không có gì khác cả đấy. Bên trong nội thất thì cũng giống nhau y hệt thôi ạ. Chỉ khác nhau có chăng về màu. Tức là có thể TL7, TL8 thì nó đổi màu đi một tí thôi. Đổi màu tay phun này, đổi màu cái này các bạn. Nhưng còn không phải là nhiều tính năng hơn đâu ạ. Em nói để các bác nào mà mình đang tìm hiểu máy rửa bát thì các bác nắm được nhé. Tất cả đều giống nhau hết. Cả về kích thước này. Đấy. Máy rửa bát Nhật nó có hai cái dòng, một cái dòng mở hai cánh, một trên một dưới này thì cao nó là 65. Nó sản xuất từ TL1 đến TL9 là mẫu như này. Còn bây giờ các mẫu TM thì từ bây giờ nó chuyển sang hai cánh mở dồn xuống dưới hết để nó giảm chiều cao đi, là còn 60. Chiều ngang này đều 55 cả. Tất cả đều là dòng máy 6 bộ thì nhét vào tầm khoảng 6 đến 8 người ăn thì các bác sử dụng vào. Đây, con này đời 2013. Nói đời 2013 thì các bác nhé, tức là cái tuổi đời của nó 10 năm. Nhưng mà thực ra ở bên Nhật ấy, các bác lưu ý rằng là hàng bãi từ 2013, nhưng mà không phải họ dùng đến tận đến 2013 này mới bỏ mang về Việt Nam đâu ạ. Mà tức là họ dùng có khi chỉ 2-3 năm thôi. Tức là đến khoảng năm 2015 là vứt bãi rồi. Kể cả hai đời 9 hay là 5 hay là bao nhiêu thì cũng chỉ dùng vài năm thôi. Bên Nhật họ không dùng lâu như bên mình đâu ạ. Cho nên là về cái tuổi thọ máy thì các bác yên tâm rằng là các bác mua càng đời thấp thì các bác càng được cái giá thành thấp, mà chất lượng nói thật với các bác không khác gì nhiều so với đời cao đâu. Vì thực ra bên Nhật họ không dùng nhiều như bên mình dùng hỏng rồi thì mới bỏ, dùng đến lúc là không sửa được nữa thì thôi. Nhưng bên Nhật thì họ dùng nó có cái thời gian của họ thôi. Đấy. Có quá trình, có thời gian thì là họ thay thôi nhá. Cho nên là yên tâm, không lo về đời, không lo về đấy. Cứ phải là nhiều tính năng hơn đâu ạ. Con này em bán 3,8 triệu, các bác nào lấy các bác lôi nhé. Một con máy khá là đẹp. Chào các bác.